Người chồng giàu luôn nói hay câu khiến vợ cay đắng suốt 8 năm. Nhiều năm lấy chồng, tôi trải qua cuộc sống chán nản, mệt mỏi và cô độc nhưng không ai thấu hiểu. Ngày cưới anh, ai cũng nói tôi tốt số vì lấy được người chồng đẹp trai, giàu có. Khi đó, tôi cũng cảm thấy mình có một chút may mắn, nhưng bản thân tôi cũng đâu phải người kém cỏi. Là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, công việc ổn, tôi được bao người đàn ông theo đuổi. Nhưng tiêu chí của tôi là lấy chồng đồng hương, có công việc ổn định và hợp tuổi. Anh có đúc là yếu tố quyết định, lại là người có kinh nghiệm tốt, kiên trì theo đuổi nên cuối cùng tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Biết con gái lấy chồng giàu là đồng hương, mẹ vui mừng ra mặt. Đúng là từ này lấy anh, cuộc sống của tôi an nhàn hơn trùng hạt. Thay vì trước đây phải tiết kiệm tiền mới có thể đi du lịch, giờ tôi thích như là chồng cho tiền. Khi bạn bè còn phải chạy vậy, may lại mua chung cư hoặc thuê nhà, thì chỉ 2 năm sau kết hôn, tôi đã có nhà riêng khang trang, rộng lớn. Tiền mua nhà, chồng tôi lo hết. Sau đó 1 năm, anh lại mua ô tô sang. Từ đó, tôi được mọi người ví như bà hoa hồng thì chẳng phải lo gì, lấy chồng là bán nhà to, xe đẹp. Tôi phải thừa nhận anh giỏi, kiếm tiền tốt. Dương chồng vất vả công việc bên ngoài, nên lúc nào tôi cũng cố gắng chỉnh chu từ bữa ăn để anh vừa ý. Nhưng từ khi hai đứa con ra đời, tôi bắt đầu sống những ngày tháng cô vị, mệt mỏi, chán nản và cô đơn. Một tuần 7 ngày thì anh đi 6 ngày, anh không chỉ đi làm mà còn đi chơi. Lúc thì anh chơi thể thao, lúc thì tiếp khách, khi thì bận công tác. Có hôm anh thì 6 giờ sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Tôi gọi thì anh bảo bận việc và tắt máy. Mọi lời góp ý của tôi, anh đều bỏ ngoài tai. Lúc nào, anh cũng chỉ nói hai câu, một chồng kiếm được nhiều tiền, vợ phải ngoan, không được hỏi, tuổi già này, cô còn thiếu gì nữa không? Tôi thiếu rất nhiều thứ, nhưng ngờ ra, anh cũng đâu có nghe, anh chỉ coi những lời nói là chuyện đàn bà. Ngày nay, tôi đi làm rồi về nhà chăm sóc hai con. Từ ngày con biết đi học, anh chưa một lần đó nữa. Bữa cơm nào tôi cũng nấu tươm vết, anh ngồi và chỉ biết ăn, chứ từng khen cũng chưa bao giờ biết dọn bát đũa. Tôi muốn ra ngoài hàng ăn đổi bữa, anh nói, ăn ở nhà cho an toàn. Và thế là, dù có đi chơi đến tối khi anh vẫn bắt vô về nhà nấu cơm, nhất định không ăn hàng. Những thứ của anh, tôi không được phép động vào. Điện thoại, máy tính, không bao giờ anh cho tôi sử dụng. Lần ấy tôi vô tình làm vỡ lọ hoa anh mua từ nước ngoài để mà anh nói tận ba vài không dứt. Thời gian đầu, tôi phải vui sướng với nhà mới, xe mới nên không bận tâm tới những chuyện này. Nhưng khi con cái ra đời, tôi nhận ra thứ mình cần là sự bình yên và lời quan tâm, động viên của chồng. 8 năm lấy anh, tôi chưa từng được anh động viên một câu khi bản thân cảm thấy mệt mỏi trong công việc. Chỉ cần tôi mở lời, anh sẽ chặn họng ngay, chưa làm đặt hiếu vất vả, thế thì làm được cái gì? Ngày sinh nhật của tôi, anh có lẽ đã quên bởi suốt thời gian chung sống, một lời chúc cũng chưa có, chỉ nói gì đến tặng quà. Khi tôi nhắc khéo khi anh bảo, đàn bà lắm chuyện, có tiền đấy thì đi mà mua, tôi thích làm khó người khác. Tôi biết, nhiều phụ nữ cũng có hoàn cảnh như tôi, cũng sống cô độc và cần sự yêu thương của chồng. Nhiều người sẽ quên tôi mặc kệ để sống thị con, nhưng cuộc sống như vậy thực sự rất buồn. Ai cũng nghĩ cái giàu, tự xứng như nó chỉ là tiền bên ngoài, họ đang thấu hiểu được vững nhìn bên trong. Giờ tôi chỉ biết đến niềm vui duy nhất là con. Và lúc tôi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thì bạn bè mắng là sướng mà không biết hưởng. Tôi chỉ biết cười ngược, tự ai xứng được như mình.